Chắc là anh Khang cũng đã nghe râm rang rồi rồi hỏi. Là anh râm hả? Là anh râm rang cho anh Khang có, hả? Tại vì nhiều lúc anh Khang nói là rủ nhau tâm sự nói chuyện bình thường. Đó thì cũng kể anh Khang nghe. Xong rồi không biết sao anh Khang đem vô đây rồi anh Khang đi gọi là bóc phốt bức trần sự thật. Thì thật sự có nghĩa là cũng có kể anh Khang nghe. Đó là từ lúc mà cầu hôn và em chấp nhận đó, rồi hai bên gia đình có qua nói chuyện và xin ý kiến của nhau, và sau đó là hai đứa có đi đăng ký kết hôn luôn rồi. Sẽ biết rồi đó, thì coi như là đã xin phép gia đình thì có. Thì tôi hiểu mà, đâu có gì đâu. Thật ra tôi chỉ cười là tại vì hai bạn có vẻ rất là lúng túng cái chuyện đó. Chuyện đó bình thường mà. Thì tự nhiên em lúng túng. Em ngại quá. Em làm anh run theo. Rồi câu tiếp theo. Trong nhà ai là người nói nhiều hơn? Em tự khai em. Em là một người rất là thích tâm sự. Cái nhu cầu nói chuyện của em và nhu cầu lắng nghe của em rất là cao. Mà rất là may mắn là em có một người chồng rất là biết lắng nghe. Thì lắng nghe thôi. Ủa? Chứ còn để mà trả lời lại và nói chung là phản biện lên những điều đó thì nó cũng ở cái tần suất nó vừa phải. Vừa phải. Chứ mà hai đứa mà cùng một cái năng lượng như vậy thì càng hiểu rồi. Ở nhà nó rất là ồn ào. Ồn ào, nhức đầu lắm. Đúng rồi, nhức đầu thiệt. Mà sao em lại thích có nhu cầu chia sẻ như vậy? Cảm giác mà mình nói chuyện với cái người bạn đời của mình nó vừa lãng mạn mà nó vừa vi diệu lắm. Kiểu cảm giác hôm nay mình đi làm cái gì, mình gặp người nào, rồi mình xảy ra chuyện gì, mình cũng chia sẻ cho cái người đó nghe để mình cảm thấy à, người này có cùng góc nhìn với mình không, người này có muốn khuyên răn mình điều gì không. Nói chung là em thích như vậy. Là ví dụ nếu như người đó đang nghỉ ngơi, đang ngủ, em cũng dựng đầu dậy rồi em cũng tâm sự chia sẻ luôn ha. Có đó. Hay thiệt hả? Người này rất là thật thà, có sao nói vậy anh. Dạ. Đôi vợ chồng son thường là như vậy. Dạ. Vợ chồng mà mới về với nhau được một thời gian, đúng rồi, thì thường hay có nhu cầu tâm sự nhiều. Lấy nhau từ 10 năm đến 20 năm trở đi thì ít tâm sự nhau. Thường là mình cố gắng mình tận hưởng. Ít khi nào tâm sự nữa. Dạ, wow. Dạ. Đa phần nó là như vậy. Tôi cũng nghe hàng xóm xung quanh kể nhiều rất là nhiều cái hàng xóm mà anh Gan đã có những cuộc trò chuyện nhu cầu kết thân, thì giống như cái chuyện mà dọn về với nhau là do hàng xóm báo chứ đâu, tôi có biết gì đâu. Một tháng báo. Vâng. Ai là người chăm tập thể dục hơn à? Em á. Đúng rồi anh Phạm. Dạ, em tập yoga. À, còn Đức tập cái gì Đức? Thì lúc Đức tập trước, vô. À, có vô rồi có ra. Ủa rồi, nói vô nhưng mà của em là 1 2 3 vô. Không. Xong 1 2 3 ra. Không, cái đó là tại vì em không có biết nhậu, không có nhu cầu nhậu. Những cái ngày trước á thì có duy trì cái câu lạc bộ đá banh. Đá của banh sân khấu thế giới trẻ. Wow. Đó là em cũng tham gia được cứ 1 tuần buổi. Thì em tham gia được nhiều khoảng tháng mấy, 2 tháng à. Xong cái từ lúc mà bắt đầu chuẩn bị giống như là có vợ, cái tự nhiên mình cứ lấy cái cớ là nói là thôi bận quá, để chừng nào mà cưới vợ xong thì sẽ tiếp tục quay lại đá banh. Mà tới giờ chắc mấy tháng em kiếm cớ em chưa quay lại nữa. Đội bóng của em chắc cũng nhớ em lắm. À, đúng rồi, có đội bóng có nhớ. Em vị trí nào? Vị trí không cố định. Vị trí mà không cố định có nghĩa là thiếu chỗ nào đắp chỗ đó hả? Thường á là em cái mỗi lần mà ra sân bóng của em á, nó giống như là một cái gì đó châm biếm châm chọc cho những người đồng đội và những người đứng bên ngoài. Có nghĩa là thường là em rất là ít khi, nhưng mà mình cứ giữ một thói quen như vậy cho có phong trào. Và cái sức bền của mình thì cũng không được tốt. Có nghĩa là mình luôn luôn mình đứng mình xin thay người. Ai mệt không? Ai mệt? Cho vô thay. Cái là vừa mới thay em vô là cái người mà được thay ra đó, người ta chưa kịp thở, chưa kịp nghỉ mệt, chưa kịp uống nước nữa. Là em đã mệt rồi. Có ai thay vô lại không? Thôi thay vô lại không? Để mà đứng em thở vậy nè. Cho nên cái vị trí nhiều khi còn chưa có xác định được là em đang ở vị trí nào nữa. Là em đã muốn thay ra rồi. Hiểu. Đó. Chứ không phải là tại do chuyên môn của mình, mà tại do cái sức khỏe thôi. Cái sức khỏe. Chứ cái vị trí của em là bây giờ có thể chơi từ thủ môn cho đến tiền đạo. Đúng. Trời tuyệt vời. Bỏ em vô cho nào em thay chơi chỗ đó. Em là bây giờ người ta gọi là đa di năng đó. Đúng rồi. Các đội bóng trên thế giới cần em. Đúng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp. Cười anh như vậy. Thời gian giận lâu nhất của hai người là bao lâu? 15 phút. Cái gì lâu vậy? Lâu có 15 phút vậy đó hả? Không bao giờ giận nhau quá. Hả? Không, em nói nhanh quá hả? Nhanh quá có khi là chắc cũng phải là không, 15 phút thì cũng có thể, có khi là nửa tiếng, 1 tiếng gì ạ. Là xong là quề nhau lại liền. Là xong là quề liền. Không bao giờ giận nhau quá lâu. Dạ không. Nhưng mà ví dụ như mà mỗi lần giận nhau vậy thì ai là người chủ động làm hòa? Ai sai người đó hòa thôi.
Không em ơi, em đừng có nói những cái không có đúng sự thật như vậy. Thì thường lúc nào đàn ông sao kỳ hay vậy lắm, hay sanh nạnh nhau kiểu vậy đó. Thường là đàn ông lúc nào cũng sẽ là đi chủ động làm hồi trước. Đó thì em cũng vậy thôi anh Trang. Có nghĩa là có những cái lúc mình cảm thấy mình bực mình, nhiều khi người ta nói là hay giận đó, hay làm lạnh, không nói chuyện với nhau, rồi để cho coi ai cảm thấy sai thì sẽ làm lành trước, mở lời trước. Nhưng mà kiểu em bị bức rứt lắm. Em cảm thấy hai đứa cứ im như vậy hoài, im lâu quá là em lại em bước ra em nói là đáng lẽ là anh sẽ không nói nữa. Ngày mai em sẽ không nói để chừng nào em nhận ra cái vấn đề đó thôi. Nhưng mà bản thân anh cảm thấy là anh không nói, cái cảm giác nó căng, nó bị im lặng quá, nó lạnh quá, chịu được không thích, cho nên là mở lời. Em có cảm thấy cái vấn đề đó không, mình lại lôi ra mình nói chuyện tiếp. Làm vậy đó là một hồi nữa là quề. Cũng nên như vậy. Rồi tiếp tục câu này quan trọng nè, ai là người có nhiều mối tình hơn? Anh thôi anh nhận. Em là có nhiều mối tình hơn. Tại vì cái quãng thời gian sao gấp này bất nghĩa vậy? Thì thật, tại vì cái quãng thời gian sống ở trên trái đất này của anh nhiều hơn em, cho nên anh nhiều mối tình hơn. Lầm nha, có những người sống lâu nhưng mà ít mối tình hơn. Đúng không? Có những người mới gặp nhau lần đầu đã yêu nhau đi đến với nhau cuối cùng luôn, đúng không? Cho nên chưa chắc nha. Thôi được rồi thì coi như là không có ngụy biện nữa. Coi như là Đức có nhiều mối tình hơn. Dạ. Rồi, 5 câu hỏi khởi động của các bạn.